Tại Điện Biên thì năm nay lễ hội Qua Ban sẽ được tổ chức gắn với lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Điện Biên với chủ đề về miền Qua Ban dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 3 tới. Trong dịp này dự báo lượng du khách đến với tỉnh Điện Biên sẽ tăng mạnh, bởi vậy các đơn vị lưu trú trên địa bàn thành phố Điện Biên phủ đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách của du khách. Khách sạn này có quy mô 40 phòng, phục vụ tối đa khoảng 120 khách. Từ cuối năm 2023, công tác chuẩn bị cho mùa lễ hội đã được đơn vị khẩn trương thực hiện. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên khách sạn cũng nhiệt tình tư vấn những điểm tham quan du lịch, đặc biệt là giới thiệu đến du khách các hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ lễ hội qua ban sắp tới. Từ đầu tháng 3 đến giữa tháng 5, các phòng tại khách sạn này đều đã có khách đặt chỗ. Tại các bản du lịch cộng đồng, các hoạt động chuẩn bị đón khách cũng được tích cực thực hiện bản Bún Tôm, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ có gần 10 hộ gia đình đăng ký thực hiện dịch vụ homestay trong dịp này. Dự kiến bản sẽ đón tiếp khoảng 100 du khách tới lưu trú trong mùa lễ hội này. Để đón khách du lịch, gia đình chúng tôi đã chuẩn bị được cho khách 7 phòng nghỉ, chứa được khoảng 21 khách du lịch. Ừ, ngoài ra tôi còn được đi tập huấn để cho khách đến với bản phúng tôm ừ, ấn tượng nhất. Điện Biên hiện có 210 cơ sở lưu trú du lịch, cùng nhiều bản văn hóa du lịch và homestay chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách đến giới địa phương trong những ngày diễn ra lễ hội qua bang. Theo khảo sát, từ đầu tháng 3 này, nhiều cơ sở lưu trú du lịch có công suất đặt phòng đạt từ 80 đến hơn 90%. Chúng tôi cũng đã có những cái sự hướng dẫn rất cụ thể cho các nhà hàng khách sạn, à, ví dụ như là vệ sinh môi trường, rồi đảm bảo an toàn cháy nổ, thế rồi là giá cả buồng phòng để làm thế nào mà không có cái sự tăng đột biến, làm hài lòng du khách khi đến địa Điện Biên. Từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến Điện Biên đạt hơn 230.000 lượt người, tổng doanh thu từ du lịch đạt 400 tỷ đồng. Mùa lễ hội năm nay sắp bắt đầu với nhiều hoạt động hấp dẫn, cùng sự chuẩn bị chu đáo, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến giới Điện Biên.